Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành tâm kính lễ chư tôn đức giáo phẩm tăng ni. Trân trọng kính chào quý khán thính giả của Đài Bồ Đề Phật Quốc TV trên băng tầng 57.15. Rất vui được đến với quý vị qua chương trình Vấn đáp Phật pháp. Kính thưa gì, chương trình này được thâu hình trực tiếp vào mỗi tối thứ năm hàng tuần lúc 8 giờ. Sự thiết lập của chương trình này là nhằm mục đích tháo gỡ những thắc mắc trong đời sống tu học và đồng thời chia sẻ những Phật sự trọng yếu tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc. Và giờ đây, Nhật Tường xin kính giới thiệu đến với quý vị một vị thầy luôn luôn trợ duyên chúng ta trên bước đường học hội Phật Pháp, đó là Thượng tọa Thích Quyền Châu, Nam Mô bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật. Lời đầu tiên, chúng con cung thính thầy có lời chào đến quý khán thính giả. Nam Mô Bổng Sư Thích Ca mâu Ni Phật, trân trọng kính chào quý khán thính giả của Bộ Đề Phật Quốc TV, kính chào anh Nhật Tường, kính chúc tất cả đại chúng có một buổi vấn đáp Phật Pháp thật nhiều lợi lạc A Di Đà Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính đảnh lê thầy. A Di Đà Phật. Là đầu tiên, Nhật Từ xin kính chúc quý vị thân khỏe tâm an và có một cái thời gian theo dõi chương trình Văn đắc Phật pháp thật là được à, an lạc và được hơn nữa. Nhật Từ kính mời quý vị cùng với Nhật Từ chúng ta sinh hoạt trong buổi Văn đắc Phật pháp ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, À, chương trình luôn luôn tìm những đề tài có tính cách ngắn gọn và ứng dụng trong đời sống thực tại và hy vọng qua những cái chương trình này qua những đề tài này đời sống tâm linh chúng ta càng ngày càng được tăng trưởng nhiều hơn hôm nay chương trình xin kính đến quý vị ở trong kinh tương ương bộ với chủ đề là tế đàn và hy vọng qua cái đề tài này đời sống tâm linh chúng ta một bước nữa một lần nữa lại càng tiến bộ hơn nhiều giờ đây nhiều từ kính mời quý vị lắng lòng đón nhận những lời thuyết pháp có năng lực thanh tịnh của Thận Tạo Thích Quyền Châu Nam mô bổn sư thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ đây chúng con thỉnh thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Rất cảm ơn Nhật Tường đã có vài lời giới thiệu cùng đại chúng. kính thưa quý vị giờ đây xin mời các vị chúng ta cùng đến với nội dung chính của buổi vấn đáp mà Phật pháp hôm nay với chủ đề đó gọi là tế đàn. Tế tức là tế lễ, đàn tức là đàn tràng đàn ràng tế lễ người ta thường gắn liền với à, những à, con vật được đem ra tế lễ để cầu xin sự ban phước của trời đất hoặc là của những đấng tối linh nào đó. À, có những phong tục những hủ tục này à, đã xuất hiện ở trong dân gian từ rất là lâu xa. Ở đây đối với kinh tương ương này chúng ta thấy hôm ấy có các vị tỳ kheo à, sáng sớm các ngài À, như thường lệ đi vào thành khắc thực và trên đường đi các ngài thấy có một cái cảnh thật là tang thương. À, đó là à, đó là nhà vua Ba Tư nạch lúc bây giờ ông ta muốn tổ chức một cái đại lễ tế đàn. Và hình thức tế đàn bằng cách ông ta sử dụng 500 con bò đực, 500 con bò con đực, 500 con bò cái, 500 con dê và nem trăm con cừu ông ta đưa dắt đến cái chỗ mà đã chuẩn bị làm lễ tế đàn và ai là những người dắt cả một cái đàn gia súc thật nhiều như vậy đó là những người nô tỳ đó là những người phục dịch đó là những người được sai bảo lao động hoặc là họ bị những cái hình phạt nào đó hoặc là bị nhà vua thúc đẩy bắt buộc họ phải làm ở trong đó cũng có rất nhiều người không muốn làm việc này bởi vì họ có tự tâm mặc dầu có những lỗi lầm, có sự thúc ép, có sự câu thúc nào đó buộc họ phải thi hành nhưng trong tự tâm của họ thì họ không có muốn làm điều này cho nên họ vừa lùa đàn gia súc đi mà ở trong tâm họ rất đau khổ thành ra trong kinh mới nói họ đi với nước mắt đầy đầy mặt và họ than khóc họ họ làm những cái việc mà mà cực chấn đã này thì kính thưa quý vị các vị tỳ kheo thấy những cảnh tượng như vậy sau cái buổi khắc thực đó các ngài trở về bạch đức thế tôn vừa cái câu chuyện mà mình đã thấy được từ sáng qua và nhân câu chuyện này đức thế tôn dạy cho các vị tỳ kheo trong chánh pháp của hai nhận thức như thế nào về ý nghĩa của những việc tới đàn này thì thưa tôn dạy bằng một cái bài kể như sau đó là lễ cúng ngựa cúng người quen cọc rượu chiến thắng không chốt cửa đại lễ chúng không phải là quả lớn à, chúng ta hiểu như thế nào thưa quý vị tức là cái lễ cúng ngựa cúng ngựa ngày xưa không hiểu này người ta cúng con ngựa như thế nào người ta cúng cái con ngựa con ngựa còn sống hoặc là con ngựa được đem chọn thành một cái vật tế lễ hay là sau này người ta thay thế bằng một cái một cái hình nộm mà được làm bằng giấy hay là cái bằng bằng bằng, à, à, chẳng hạn như là bằng à, bằng à, bằng lúa, chẳng hạn vậy đó. À, những cái cái hình nộm như vậy, hoặc là cúng người, à, có những cái hủ tục này thưa vị á, là người ta đem những đứa trẻ, người ta cúng dân cúng cho cho thần linh. À, có chỗ thì có một vài bài kinh chúng tôi được duyên đọc, uhm, cũng có những cái cái nước, chẳng hạn như là nước bạc kỳ, có một giai đoạn là quý lai sát nó hành hành, nó hoành hành như vậy á. Thì lúc bây giờ Quỷ Lai Sát buộc người dân xứ Bạc Kỳ mỗi ngày à, phải, à, xin lỗi, mỗi tháng mỗi tháng là phải cúng cho một đứa trẻ. À, và những cái chuyện như vậy có ghi lại trong Kinh tân Nhất A à, Hàm. Rồi lễ quen cọc, quen cọc là một cái lễ thưởng nào đó và người ta cầm một cái cọc người ta quen, người ta quen xa đi. Thì lúc bây giờ ai mà quen xa hơn... À, cái người đó được thưởng và thưởng cái gì có thể là thưởng một cái thứ một cái thứ ruộng thứ đất nào đó à, tương ứng với cái 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 độ xa của cái cặp đó hoặc là rượu chiến thắng tức là sau một cái trận bình biến hay là như thế nào đó mà người ta đem rượu ra để thiết đãi trong một cái lễ chiến thắng rồi hoặc là à, có một cái cuộc sống thanh bình mà người ta không cần chốt cửa à, mọi người cứ đỡ thoải mái như vậy không ai trộm cắp hoặc là có những cái đại lễ tế đàn như thế nào đó thì thế tôn xem rằng những cái điều đó nó không phải là cái phước báo gì to lớn cũng không phải là cái cái cái, cái quá lành gì to lớn ở trong thế gian này và thế tôn nói như sau chỗ nào có chiếc hại dê cừu và trâu bò lễ tế đàn như vậy bậc thánh không nên đi à, gọi là bậc đại thánh không có đi à, những vị à, tu từ tâm bất sát những cái vị thánh hiền khi mà nhìn thấy những cái chiếc hại như vậy như vậy mặc dầu nó được tổ chức long trọng mặc dầu nó được bao nhiêu người tôn vinh đi nữa mà mà đối với một người tu tập thì những điều này là không nên đi ngày xưa thưa quý vị ở Việt Nam chúng ta có những cái hữu tục mà chẳng hạn như là trong cái cuộc binh biến nào đó và cuộc hành quân người ta thường chém những con lợn chém những con trâu để người ta à, khao binh bởi vì lúc bây giờ cần lương thực thực phẩm người ta thích thích đãi bằng cái cách đó nhưng rồi chẳng hiểu từ lúc nào nó biến thành những cái tập quán mà mỗi năm đôi khi á, là người ta đem ra có những con lợn nó chạy đông chạy tây và thi nhau mà 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 chém mà chặt nó hoặc là những con trâu bị bị đâm chém như vậy chúng ta thấy thật là tàn nhẫn chúng ta nghĩ xem nếu như nó có một cái thế lực nào đó thì ai mà dám đụng tới đó Chẳng qua nó không có đủ sức kháng cự và chúng ta dùng cái trí khôn và thế lực của mình để mình buộc nó phải chết như vậy. Thì thưa vị, cái đó chỉ là tạo ác nghiệp chứ hoàn toàn không có nên chút nào. À, chúng tôi thỉnh thoảng cũng có thấy một số thông tin báo chí mà ngay cả những lẽ như vậy, người Phật tử cũng còn đi xem. Người Phật tử còn đi đi xem, còn trăm trô, cũng còn tán tháng, cũng còn hiếu kỳ. Những cái chuyện như vậy thưa vị, nó tàn nhẫn. À, có những điều mà à, lúc nào nó có giá trị ở trong một mức nào đó thôi nhưng ở trong một cái xã hội văn minh thì chúng ta cũng phải nên à, chấm dứt những cái vấn đề mang tính hữu tục mà nó đem đến sự chết chóc sự khổ đau thì thưa vị ở đây cũng như vậy một vị thánh hoàn toàn không bao giờ tham dự trong những lễ này <laughs> ngày xưa thưa quý vị á lúc bây giờ có một lần có một cái gia chủ nọ à, có nhiều cái chiếc xe à, mà người ta mỗi năm À, tháng 7 người ta thường hay chọn thí cho cô Hùng và người ta đã tiện cho các anh tài xớ không có thích ăn chay, thành ra người ta mới à, mua những cái gà vịt vừa họ giết rất là nhiều. Họ giết rất là nhiều rồi lúc đó họ mời các thầy đi cúng. Thì thưa quý á, chúng tôi nói tình thật, lúc đó có mấy thầy. Nhưng mà khi bản thân chúng tôi còn nhỏ nhất ở trong cái 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 đoàn đó nhưng chúng tôi đến thì thấy nó bất nhẫn quá và chúng tôi xin phép là bỏ về không thể cúng được. Tại vì sao bởi vì mình nhìn thấy cái cái sự cúng kính, cái sự cầu phước như thế này thì thực sự không có phước đâu. Và nếu như mình có tác thành cái điều đấy thì không khiếu mình dính mắc vào ở trong cái tội lỗi nữa là khác. Thì ở đây chúng ta thấy sau này đọc cái trong kinh mới thấy Đức Phật tán thán rằng bậc đại thánh không có nên tham dự vào những việc như vậy. Rồi chúng ta rút ra bài học cho mình ha tức là mình một người phật tử mà những cái 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 trường hợp như vậy như vậy á là mình nên né đi tránh đi nếu mình không cán nối thì mình cũng nên tránh đi chứ đừng có mà hưởng ứng đừng có ủng hộ rồi thế tôn nói rằng á tớ đàn không rộn ràng tức là trong sự yên tĩnh cúng dường được gì được thường hành không có sự giết hại dơ cừu và trâu bò lễ tớ đàn như vậy bậc đại thánh sẽ đi Bậc trí tế như thế, tế đàn vậy quả lớn, ai tế đã như vậy, chỉ tốt hơn không xấu là tế đàn vĩ đại được chư thiên hoan hỷ. Nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta cúng tế, nó có ý nghĩa là là bố thí, nó có ý nghĩa là vì cái duyên nào đó mà chúng ta xả thí. Nhưng trong sự xả thí, trong cái sự buông ra đó, trong sự mà diệt bỏ đi cái tâm mà mà sang thăm bốn sĩ của mình thành ra mình mới bỏ ra một ít tài sản nhưng uh, trong cái trạng thái tâm không có vướng vào nghiệp sát hại thì thưa vị ở trong đó chắc chắn là chúng ta có phước báo và bậc đại thánh cũng như là tất cả những ai mà tu tập cũng đều tán thán đều hướng ứng cho tinh thần này đó chính là nội dung căn bản của bài pháp vừa qua. Cảm ơn các quý lắng nghe. Xin mời Nhật Tường quay trở lại với nội dung vấn đáp Phật pháp. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành tâm kính tri ân thầy đã vì chúng con và tất cả khán giả đang theo dõi chương trình vấn đáp Phật pháp mà thầy đã giảng cho chúng con nghe nội dung rất là ý nghĩa của chủ đề tế đàn. Giờ đây chúng con xin phép thầy cho chúng con mở lên đường dây điện thoại. Dạ vâng. A Di Đà Phật. Và dạ, kính thưa quý vị, hai đường dây điện thoại hiện nay đã được mở lên và hai đường dây điện thoại này là hai đường dây điện thoại của à, quý vị. Nhật tường kính mời quý vị cùng với nhật tường chúng ta cùng nhau sinh hoạt trong buổi vấn đáp pháp pháp ngày hôm nay. Và cũng như hàng tuần nhật tường nhắc. Um, nếu chúng ta khởi tâm đặt câu hỏi mà người khác học được, người khác nghe được thì chúng ta tạo được cái công đức, chúng ta tạo được cái phước đức để um, trợ duyên chúng ta trên bước đường tu tập. Vì lẽ đó nhật tường rất mời quý vị Ừ, rất quan thị là kính mời quý vị cùng với Nhật Tường chúng ta à, sinh hoạt trong buổi văn trách Phật Pháp ngày hôm nay. Và trong lúc chào quý vị gọi và đặt câu hỏi thì Nhật Tường xin à, được mạng phép giao duyên một vài câu hỏi với Thầy. Nha quý vị, à, Dư Đà Phật. và kính thưa quý vị, cũng ở trong cái nội dung này, khi Đức Phật dạy rằng là chỗ nào có giết hại dê cù và châu bò lễ tế đàn như vậy, bậc đại thánh không đi. Và câu hỏi mà ở đây Nhật Tường muốn đặt ra là nơi nào có sự sát sanh thì nơi đó sẽ không có sự có mặt của quý thầy, của chư tăng, của chư ni, của giáo đoàn, của chư phật mà nơi mà chỉ là cái nơi đó, cái nơi nào mà sự có mặt của của quý thầy, của chư quý tăng đoàn thì nơi đó chỉ là từ bi trí tuệ. Nói cách khác, đạo Phật không chủ trương về sát sanh mà chủ trương của đạo Phật là từ bi và trí tuệ. Có phải gì không thầy? Anh đạo Phật chấp con kính thầy. Dạ Vâng, thì à, anh đã dẫn đạt như vậy rất là đúng rồi. À, kính thưa quý vị qua bài đó thì chúng ta cũng hiểu đó chính là cái tinh thần căn bản của đạo Phật đạo Phật là đạo từ bi bất sát, cho nên vấn đề học khối của chúng ta ở chỗ là chúng ta nên cẩn thận đừng có tham gia vào ở trong bất cứ một cái môi trường nào mà nó có cái sự kết duyên ở trong sự sát hại. Và chúng ta cũng còn phải lưu ý thêm đó là trong cuộc sống sinh hoạt thường nhật, chúng ta thường hay hay tham gia vào ở trong những cái sinh hoạt văn hóa, những sinh hoạt mang tính tiếng ngưỡng dân gian nhưng chúng ta lại không để ý điều này, nhất là người Phật tử. À, quý thầy thì chắc chắn rằng những điều này các ngài có sự có cái sự cảnh giác và các ngài cảnh giác như là một cái gì đó thói quen rồi. Còn à, đối với Phật tử chúng ta thì nhiều khi ham vui và chúng ta vô tình tham gia trong những cái điều như vậy thì không khéo chúng ta lại kết vào đó một cái duyên sát hại khổ đau nó không có lợi ích gì. Hay như đạo Phật, cảm ơn quý vị. Hay như đạo Phật chào chúng con, kính cảm ơn thầy. và kính bạch thầy dựa theo cái lời dạy của thầy thì thầy cho phép con ở đây con cũng dùng cái đề tài này để bà con mở rộng thêm ra à, khi mà thầy dạy là người phật tử thì chúng ta nếu thấy những trường hợp này chúng ta phải tránh né à, ở Việt Nam ở xảy ra trong ở đây thì con không thấy mỗi khi mà có khi ở nhà đó có nhiều gia đình nhà mà có người thân mất đi thì ngược lại làm gà làm, làm dịch để thấy lễ mà mà chính cái bản thân cái người làm là người trong gia đình đó cũng là không chừng là phật tử nữa vậy thì ở đây câu hỏi cũng được đặt ra là mình đã nên né đi rồi nhưng mà mình có cách nào mình khuyên hay là cách nào mình làm để mà cho gia đình bớt đi cái sự phát sanh đó không thầy để có lợi cho cái người chết <laughs> dạ cảm ơn nhật tường rất nhiều à, có một lời khuyên đó thì nó khó lắm bởi vì mỗi hoàn cảnh nó có một cái cái điều hoàn cảnh nó nó nó, nó cụ thể ở trong gia đình đó là ai nhận thức của người đó như thế nào quan điểm quan niệm sống của họ ra sao rồi nó liên quan quá nhiều thứ Cho nên để có một lời khuyên dành cho ai đó Thì phải có một đối tượng cụ thể được đặt ra Và người đó là ai? trình độ họ như thế nào? Tâm tư họ ra sao? Nguyên vọng của họ là gì? Họ sinh hoạt ở trong nền văn hóa nào? Và chúng ta liệu đó mà chúng ta đưa ra một cái lời khuyên Lời khuyên đó nó sẽ dẫn tới sự thanh tịnh Còn nếu như chúng ta đưa ra không không ấy, Thì nó cũng không đi vào đâu nhiều khi sử dụng được cho trường hợp này nhưng mà trường hợp khác thì người ta thấy nó không có nó không có sử dụng được thành ra lời khuyên chúng ta nó khó mà đạt được cái chỗ là đầy đủ do vậy cho nên là chúng tôi không có dám đưa ra lời khuyên này tuy nhiên khi chúng ta học cái đạo lý nhân quả thì chúng ta tự biết rằng phàm cái gì mà đem đến sự tổn hại thì cái công đức đó là công đức khổ đau à, xin lỗi cái đó là cái nhân khổ đau thì ra cái quả khổ đau chứ làm gì có cái công đức thanh tịnh được cho nên những điều này là những điều cẩn thận. Dưới như Phật, là Phật dạ. Chúng con kính cảm ơn thầy. Dạ kính Phật thầy. À trong đây dùng cái chữ tế đàn nhưng mà trong đạo Phật mình thì mình có dùng chữ tế đàn Hoặc là mình dùng cái chữ thiết cúng kính Phật thầy, kính thầy hướng dẫn cho con. Thiết dạ cũng thì thầy. chữ ấy, nó thuộc về từ nguyên thôi. Chữ tế đàn đàn là một đàn tràng to lớn, còn cái chữ mà thiết cúng thì đó là nó trần thiết một cái lễ cúng nhỏ nhỏ. Cái vấn đề này là về mặt ngôn ngữ nó không phải là vấn đề mà chúng ta cần phải khai thác sâu bởi vì chúng ta thấy rằng là các vị tỳ kheo các vị tỳ kheo đi khất thực và thấy cảnh như vậy rồi các ngài vừa trình lên phật và chúng ta thấy tuyệt diệu ở chỗ là khi các vị tỳ kheo muốn được xác chứng bởi một cái sự nhận thức chánh kiến thì phật tuyên bố chánh pháp của ngài ở trong cái bối cảnh như vậy trong hoàn cảnh như vậy và đó là cái việc của đức thất thôn còn chúng ta thì tự mình rút ra bài học cho chính mình Và chúng ta ở trong hoàn cảnh nào Chúng ta đang đứng ở trên cái bối cảnh văn hóa nào Nếu như chúng ta thấy nó có cái tính chất sát hại Thì chúng ta không nên tham gia à, Và vì sao vì cái đó Nó chỉ tạo ra khổ đau mà thôi Thành ra chúng ta không khéo Là bị dính mắc vô trong cái nghiệp đó Cộng nghiệp mà Hay như là Phật Hay như là Phật và chúng con kính ơn Thầy à, Dạ kính bạch Thầy cũng trong cái trường hợp mà khi mà đằng này là có vấn đề là sát sanh như vậy thì ở trong đạo Phật á, mỗi lần á, mà con thấy là lễ vu lan hay lễ Phật đản thì quý thầy nhiều khi có lễ phóng sanh. Dạ, thì cái đặt câu hỏi con đặt ra đây là phóng sanh ở đây là chỉ tượng tượng trưng cho cái sự từ bi của đạo Phật hay là phóng sanh này đứng trên mặt tâm linh là có tác dụng đến với cái người mà đã quá giảng mình hồi hướng cho họ. Ừ, dạ, cảm ơn Nhật Tường. Đây là một câu hỏi hay chúng ta phân tích cái sự tương tác của một hành động thiện đối với người còn sống và người đã chết cái điều này không có dễ dàng chút nào ví dụ như chúng ta à, ban cho một số con vật khác à, lẽ ra thọ mạng của nó đến đấy là hết rồi nhưng mà chúng ta à, giúp cho nó sống thêm một ngày hai ngày chẳng hạn như vậy tức là ban cho nó mạng sống thì ở trong này á nó có cái phước bố thí tự thân của người làm việc phóng sanh tại vì nếu như chúng ta bị cái lòng sang tham bốn xén thì chắc chắn chúng ta không có thể bỏ ra một chút tài sản nào để chúng ta mua sắm những cái cái những cái con vật mà mà chúng ta phóng sanh được à cho nên lúc đó chúng ta thành tựu công đức bố thí còn thứ hai nữa đó là các con vật kia khi mạng sống của nó được kéo dài thì rõ ràng cái công đức đó là do chính chúng ta tạo ra Thành ra nó sẽ in lại ở trong tâm của chúng ta Bởi vì cái hành động của chúng ta đem đến mạng sống cho chúng hữu tình khác Thì thọ mạng của chính bản thân chúng ta được kéo dài ra Ngược lại nếu như chúng ta đoán trừ mạng sống của các chúng hữu tình khác Thì mạng sống của chúng ta cũng bị rút ngán lại Cho nên người ta nói rằng phạm tội sát hại nhiều thì người ấy thường chết yếu Và nếu như mà 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 phóng sanh thì thọ mạng tự nhiên nó dài ra lấy ra người ấy chết rồi nhưng mà nhờ cái công đức phóng sanh cứ vớt mà thọ mạng nó kéo dài ra và bên cạnh đó thưa quý vị nếu như muốn cái công đức đó hồi hướng cho tới cửu quyền thất tổ thì lúc đó bản thân chúng ta phải khởi cái tâm niệm hướng đến cửu quyền thất tổ thì thất tổ cửu quyền chúng ta mới nhận được công đức này đây là một điều mà chúng ta cần phải lưu ý Đức Tôn nói rằng ở trong cảnh giới của ngạ quỷ, ở trong cảnh giới của những người quá vãng, họ rất là khổ cực, cũng giống như là là cái mặt đất thì khô cằn và không có cái gì làm ăn hết. Ở đó tất cả ngạ quỷ đều thất nghiệp hết. chúng ta thì hôm nay còn còn có có khi kiếm gì đó làm chút xíu cũng được, nhưng mà ở cái cõi đó thì không có gì để làm hết. À, tôn giả một chuyện liêng ngài mới có chứng lục thông ngài nhìn thấy có những con ngạ quỷ nó đi ở trên dòng đi bên dòng sông hành và nó cứ than là nó rất là khát nước không có nước để uống và tôn giả ngạc nhiên vô cùng ngài mới vừa hỏi phật rằng bà thế tôn con thấy có những loài ngạ quỷ nó nó than vang nó không có nước uống nó khô tới cháy cổ mà mà trong khi đó nó đang đi bên dòng sông hành tại sao nó không uống thì uh, thế tôn mới nói rằng uh, là do cái nghiệp của nó nó thấy dòng sông hàng đó là một dòng máu chứ không có có nước cái nghiệp của nó như vậy thì thưa vị nếu như mà ông bà à, cứu quyền thất tổ chúng ta mà đọa vào ở trong cái cảnh giới của ngạ quỷ, ở trong cảnh giới đó à, Thế Tôn chỉ nói rằng là đời sống của họ đều nương dựa vào bố thí. Đời sống của họ luôn luôn là trông chờ sự bố thí của của thân bằng quyến thuộc. Và cũng giống như là nước trời mưa trên núi chảy xuống trũng, giống như nước ở sông mà chảy vào biển. Cũng như vậy đó, họ chỉ trông chờ cái sự bố thí hàng ngày đêm thôi. Chứ họ không có cách nào mà làm sao khác. Tại vì nó nó thất nghiệp hết mà. Và cái cánh đó thì nó khổ đau vô cùng. Bởi vậy cho nên khi chúng ta phóng sinh mà chúng ta đem cái công đức đó mà chí thị sang tên của họ, hồi hướng tới tên của của, của thân bèn quyến thuộc của chúng ta thì lúc bây giờ họ sẽ nhận được cái công đức thánh thiện này. Và cũng tương tự như vậy á, gần đây chúng tôi tại Bộ Đề Phật Quốc có giảng một cái đề tài gọi là hồn ma bên cửa Số À, chúng tôi có có các phân tích cho các vị nghe rõ là trường hợp của vua tầng bài sa la làm cái cái đàn siêu độ như thế nào và công đức như thế nào thì các loài ngã quý này những người quá vãng này sẽ nhận như thế nào họ được giải thoát ra sao tùy vào cái tâm tiến hành như lúc đó nhà vua dân nước cho 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 phật cho cho thánh chúng thì lúc đó đem cái công đức đó hồi hướng cho tới cứu quyền thác tổ thì lúc giờ tất cả uh, cứu nguyên thất tổ của nhà vua thấy thấy rằng uh, là là uh, tự nhiên ở trước mặt có hồ sen có bao nhiêu nước đẹp và các loài đó xuống tắm thì tự nhiên là thân thể của họ hóa thành là vàng kim và ánh sáng rực rỡ rồi sau đó thì nhà vua uh, dân cúng cơm thực phẩm cho phật thì uh, hồi hướng công đức uh, lúc đó họ thấy rằng uh, là bao nhiêu là thực phẩm thượng hạng thậm chí chư thiên ở ca, gọi là là cam lộ thiên hiện ra mà họ thọ dùng không hết rồi à, vua lại dân cúng cung điện lên cho phật à, cúng dân cúng chùa chiền lên cho phật thì lúc bây giờ là công đức của họ thấy họ có những cái lầu cát trang nghiêm như là 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 các cái lầu cát bảy báu ở các cõi trời thì thưa quý vị cái công đức như vậy đó là nhờ sự hồi hướng và trước cái đoạn kinh đó chúng ta cũng có thấy rằng là, là lúc bây giờ vua dân cúng nhưng mà vua cứ nghĩ rằng không biết bây giờ này Phật đang ở đâu Phật đang làm gì không biết rằng là Phật như thế nào rồi ông dân cúng nhưng mà cái đầu ông cứ nghĩ tới Phật thôi ông không có nghĩ tướng tới cái công đức hồi hướng cho nên các loài ngạ quỷ kia nó hối hận nói tức là họ họ thất vọng họ khóc lóc họ 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 trông chờ cái sự cúng dường này sự hồi hướng này nhưng mà nhà vua không nghĩ tới họ thành ra do vậy mà họ không có nhận được công đức đây cũng là một điểm rất là quan trọng thành ra tại sao mà chúng ta thấy nó có những cái cái phong tục chẳng hạn như là chúng ta có những cái điệp đàn có những cái có những cái cái sớ cái điệp cái thiếp hoặc là cái 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 thiếp thính như thế nào đó tất cả những cái ý nghĩa này là để xưng danh để nêu tên những cái đối tượng những cái ông tên mà mình muốn đem công đức đó hướng tới họ còn nếu như mình không có làm như vậy á, thì công đức nó sẽ không tới họ khổ như vậy đó cho nên những điều như vậy chúng ta phân tích rất là sâu xa và ở trong cái câu hỏi phóng sanh của Nhật Thường thì chúng ta hiểu rằng công đức tự thân đã phần đành rồi mà cứu quyền thất tổ chắc chắn sẽ nhận được những công đức thật là quý báu. A Di Đà Phật cảm ơn các vị đã lắng nghe. A -di Phật và dạ, chúng con kính cảm thầy. Dạ kính bạch thầy, à, con xin xâm hỏi với thầy là à, lúc đầu khi con nhìn cái đề tài này con nói chắc con không biết gì con hỏi. Nhưng mà sau khi con được thầy giảng, giờ con có nhiều ý tưởng để cho con hỏi lắm. À, tại vì đây là cơ hội cho con học hỏi, cho nên thầy cho phép con hỏi nhé dạ thầy. Vâng, dạ. Như vâng. vậy dạ, 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 kính thưa quý vị, hiện nay trên mình có hai số điện thoại. Nhật tường mời quý vị cùng với nhật tường trong chúng ta sinh hoạt trong buổi vấn đáp Phật pháp ngày hôm nay nha quý vị. Tất cả câu hỏi đều được chân quý và đều, đều được thầy từ bi hướng dẫn cho chúng ta. Cho nên nhật tường kính mời quý vị và dạ, kính bạch thầy. Cũng trong cái nội dung cái đề tài này, thì nhiều khi mà nhà có người quá vãng thì lần đầu tiên có thể nó là lần đầu tiên hoặc là lần có thể luôn gì đó thì mới được nghe quý thầy giảng là nhất là trong vòng 7, 7, 4, 9 ngày quý vị gán làm các việc lành, gán làm các công đức để cho con người quá vãng tại sao phải là 7, 7 4, 9 ngày cho cái người mà mình hồi hướng công đức cho cái người đó kính bạch thầy Dạ, xin cảm ơn Nhật Tường à, Kính thưa quý vị à, thân trung hữu tồn tại trong 7 ngày nương theo làn gió mà anh uống mùi anh đó là mùi hương gọi là hương thực ấm À, trung hữu mâm cầu sự tái sanh cao độ cho nên còn có một cái danh xưng khác đặt cho cảnh giới này gọi là cầu sinh. Đây là một cái hiện hữu trung gian giữa sự tồn tại của chúng ta, gọi là hiện hữu tồn tại này và một cái thân sâu, một cái cái hoàn cảnh sâu. Thì quý vị á, cái thọ mãn của trung hữu bấy ngày và thường bấy lần chết như vậy thì lúc bây giờ trung hữu sẽ có một cái cảnh giới tái sanh rõ ràng nhưng điều này á không phải là tuyệt đối không phải tuyệt đối có những hữu tình khi vừa mất mạng thì lập tức tái sanh có những hữu tình vừa mất mạng lập tức sinh thiên hay là đọa địa ngục nhưng mà giả như có sinh thiên hoặc là đọa địa ngục thì nó cũng phải nhận một cái trung hữu ở trong một sát na tức là ở trong một cái thời gian ngắn nhất nhận lấy trung hữu mới và bắt đầu á là đi thẳng tới cảnh giới đầu thai còn đa phần Uh, cuộc sống của cô cô uh, uh, còn có những trường hợp đặc biệt chẳng hạn như là những cái oan hồn mà chấp trước uh, sâu nặng thì có khi tới cái hàng hàng ngàn đến hàng triệu năm không có đầu thai được Và theo tinh thần giải thích của uh, tổ Lâm thọ thì ngài nói rằng á, uh, đơn giản đó là duyên chưa đủ duyên chưa đủ là chưa tái sanh vậy thôi tại vì tái sanh nó phải đầy đủ nhân duyên mà nhân duyên nó không đủ không thể tái sanh được mà bao giờ nhân duyên đủ đâu có ai biết được nhưng ở trong tọa nhãn thiên nhãn thanh tịnh của các ngài thì các ngài nhìn thấy rằng đa phần chúng hữu tình mất đi là bảy ngày đầu thai. Và nếu như trong thời gian mà chưa được đầu thai, chúng hữu tình này đâu như nhận được một cái nguồn năng lượng, nhận được một cái sự hồi hướng với một cái 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 cái, cái lượng phước báo to lớn thì chắc chắn rằng chúng hữu tình này á sẽ không tức là cái cái nhân cái quả tái sanh nó có sự thay đổi cũng giống như bây giờ cái tâm mình á nó chua chát như là 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 ruộng phèn này ha thưa như vậy thì bây giờ ta làm sao mà cái cái ruộng phèn đó nó sạch đi chúng ta làm cái cách gọi là rửa phèn đó rửa bằng cách nào là chúng ta cứ cho vào đó nhiều nước ngọt rồi xả đi rồi cho nước ngọt vào rồi xá đi cứ như vậy thì cái mảnh đất đó nó cũng thành ra là, là là đất ngọt và trong lúc đó chúng ta có thể gieo trồng cái, cái cây gì đó nó sống được thì nó cũng như vậy tâm chúng ta nếu như được hồi hướng được tiếp nhận với một cái nguồn năng lượng phước báo thanh tịnh thì lúc bây giờ cái tâm đó nó sẽ bị thay đổi à, nó được rửa đi và chắc chắn rằng á khi cái 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 nhân của nó thanh tịnh trang nghiêm thì nó không thể nào thọ lấy một cái cảnh giới xấu xa được cho nên lúc đó đó là cái cách mà chúng ta cứu vớt thất tổ cứu quyền của mình vì vậy cho nên người mới mất á lúc đó là cái lúc mà đang diễn biến phức tạp Thành ra quý ngài mới dựa vào thánh giá của Như Lai Và kinh nghiệm tu tập mà dạy dỗ à, Chúng ta hãy làm như vậy Và một điều mà chúng tôi xin nhấn mạnh Đó là chúng ta phải nhớ tới cái việc hồi hướng à, Cứ nghĩ xem là không phải là chúng ta niệm Phật là được đâu Sớm chúng tôi nói rồi Nhà vua cái này Mà lúc đó cứ nghĩ tới Không bây giờ không biết Phật đang ở đâu Phật đang làm gì à, Chỉ nghĩ như vậy thôi Trong lúc đang tới lễ dân cúng cho cho cho, cho thất tổ cử quyền vậy mà cứ nghĩ như vậy mà không họ họ không nhận được bất cứ một chút công đức nào hết cho nên cái tâm tướng tới họ hồi hướng tới họ đó là cái điều bắt buộc nếu như không làm điều này thì cứ như là họ không nhận được đơn giản là vậy đó cho nên chúng ta ngoài việc làm chân chính rồi mà còn phải dụng tâm đúng pháp nữa A Di Đà Phật cảm ơn các vị A Di Đà Phật và chúng con kính cảm ơn thầy À, và, thầy, và kính thưa quý vị ở trong cái phần đầu của nội dung này khi thầy có nói thầy có tường trình về là à, cái phần ngoại đạo đó họ dùng họ giết những cái con bò hoặc là đem cái bò dê châu đó để tế đàn để cầu phước theo tinh thần đạo Phật thì điều đó không đúng mà câu hỏi nhật Tường được đặt ra đây là mỗi lần mà quý thầy thường tụng kinh xong thì quý thầy có hồi hướng hoặc là cầu nguyện cầu gọi là cầu an và cầu siêu cầu an cho người sống và cầu siêu cho người đã quá vãng vậy như vậy nó có phải là cầu phước hay không thầy và như vậy nó có đúng với tinh thần nhân quả hay không à, giờ đạo dạ. dạ. vâng thưa quý vị đó là một cái đó là một cái sự hồi hướng mà ừ. cái hồi hướng này cho nên đức phật nói nói rằng là bất luận là cái nhân gì duyên gì mà tâm chúng ta làm một cái việc mà chúng ta vì một cái người nào đó chẳng hạn như vì một người nào đó mà chúng ta làm một cái việc tốt bằng cách là chúng ta tụng kinh bái sám hành thiền hoặc là chúng ta tạo nhân công đức à, như vậy thì ngay lúc đó chúng ta đã trừ bỏ cái tâm kêu kiết nhỏ mọn của mình ngay lúc đó là chúng ta đã có phước rồi còn khi chúng ta còn khởi cái tâm là đọc tên chướng tên hồi hướng cho họ thì cái điều đó nó rõ ràng ra nó rõ ràng ra như vậy họ sẽ nhận được công đức cái điều này nó hoàn toàn là đúng ở trong tinh thần của khoa học và trong tinh thần của kinh điển ừ, nhưng mà À, chúng ta chỉ cần phải lưu ý ở chỗ là khi đọc tâm chúng ta phải là chí thành phải là thuần khiết chứ còn miệng mình đọc mà cái đầu mình đỡ đâu à, thì thì làm sao mà nó hồi hướng tới được tại vì cảnh giới này là nó thuộc về tâm mà cho nên à, phải để ý điều này chứ không nên đọc như con vẹt đọc như con vẹt à, đọc con vẹt nó nguy hiểm lắm đọc đọc vậy thôi chứ mà không có công đức gì cả à, tại vì tâm nó không có dụng ý thành ra nó không có khởi sinh được phước báo A di đà Phật cảm ơn các vị. A di đà Phật và dạ, chúng con kính cảm ơn thầy đã từ bi à, hướng dẫn con từng câu hỏi từng câu hỏi một và để chúng con à, thỉnh thầy cho chúng con à, thông điệp của chủ đề tế đạt. Dạ, à, kính thưa quý vị, à, thông điệp này à, có nhiều ý nghĩa khác nhau. Trước tiên chúng ta cẩn thận đừng có nên rập khuôn ở, ở trong những cái cái sinh hoạt truyền thống mang cái tính á, là tế lễ mà chúng ta không có xét tới yếu tố từ bi nhân quả. À, rồi à, cái thứ hai là chúng ta xem là chúng ta là 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 tham dự ở trong một cái môi trường như thế nào nó có đem đến cái kết quả thiện lành hay không chứ không khéo chúng ta cứ tôn tuân thủ theo những cái điều thiêng liêng mà vô tình chúng ta lại tạo ra những cái nhân sát nghiệp do vậy mà chúng ta tự chuốc lấy cái quả báo đỏ đây đó chính là cái thông điệp quan trọng mà Thế Tôn đã dạy cho chúng ta và chúng ta thấy không ngay cả khi nhà vua ngay cả mọi người cũng vậy à, ngay cả vua cũng vậy cũng có những sai lầm chứ không phải rằng nó là vua lúc nào cũng đúng hết và và có những cái vị mà à, lao phu kia bị cưỡng bức phải làm một số việc nhưng tâm của họ cũng có lòng từ chứ qua họ cưỡng là không nói nhưng mà chúng ta thấy họ cũng vẫn có cái trí sáng đó đó là những gì mà chúng ta cần phải để ý và học hỏi a di đà phật dạ chúng con kính cảm ơn thầy ở di đà phật và dạ, giờ dạ đây chúng con thỉnh thầy cho chúng con bước sang cái chủ đề kế tiếp là chủ đề truyền phượng di đà dạ, vâng xin cảm ơn nhạc tường kính thưa đại chúng xin mời các vị chúng ta tiếp tục với một cái nội dung nữa một chủ đề nữa được ghi lại đây đó chính là chủ đề truyền phược truyền phược là một cái sự dính mắc sự cột trối sự dính mắc thì chúng ta xem cái sự cột trối và dính mắc nào là sự cột trối dính mắc nó bền chắc và nó khó trừ bỏ nhất câu chuyện được mô tả cũng như vậy một buổi sáng các vị tỳ kheo đắp y áo vào ở trong thành khắc thực và các vị đi khắc thực các ngài nhìn thấy nhà vua Batinec đã bắt trói một số người rất là đông hoặc là trói bằng dây hoặc là trói bằng dây chuyền hoặc là trói bằng dây bằng, bằng kim kẹp không biết rằng trói bằng dây là chắc lại trói từng từng người rồi trói bằng dây chuyền tức là trói bốn năm người vô một dây À, Tầng nhóm như vậy rồi à, trói bằng gì bằng kim kẹp tức là cột gọng lại như thế nào đó à, có lẽ rằng đây là một đoàn tội nhân như thế nào đó và tùy vào cái mức độ nguy hiểm mà nhà vua á, có cái cách di chuyển họ như vậy như vậy thì à, tứ vị các vị tỳ kheo cũng thật là dễ thương cứ thấy chuyện gì lại lạ là vừa hối với Phật và chúng ta thấy Đức Phật cũng mệt ra phải không hả à? À, thành ra cứ hối đủ chuyện hết và Đức Phật thì luôn từ bi với tất cả mọi câu hỏi của chúng đệ tử, cho nên á Đức Phật mới trả lời bằng một cái bài kệ như sau. Đó là bậc có trí nối rừng, Trối vậy không vững chắc, Trối bằng sắt dây gai kìm kẹp bằng gỗ mọc. Tức là cho dầu dùng cái hình phạt như thế nào, có giam hãm người ta ở trong song sắt ở trong lao tù như thế nào thì cái đó cũng không có gì là là vững chắc, không có gì là bền chắc hết bởi vì không thể cột được cái tâm của họ đơn giản là bài pháp thi vị khi cái tâm chúng ta bị cột mới thực sự là chúng ta dính mắc còn cho dâu hình hai kia mà có bị trói cột cỡ nào đi nữa nhưng tâm ý của họ muốn ra khỏi thì trước sau họ cũng sẽ ra được và thế tôn nói rằng á là nếu như con người mà bị đam mê dục lạc với các châu báu trang sức và tâm tư tưởng vọng vọng về gì vọng về con và và vợ bậc có trí nói rằng trối vậy thật là vững chắc à như vậy thì nếu như muốn trối buộc ai cái gì hãy trối buộc họ vào trong dục này tức là trong tiền tài sắc dục danh vọng ăn uống và ngu nghĩ à, trối buộc họ vào trong cái sở thích của họ hoặc là loài người bị trối buộc bởi cái gì trối buộc bởi châu báu và trang sức tâm của họ thì trói buộc bởi gia đình vợ và con và cái trói buộc như vậy là trói buộc vững chắc cái trói buộc nó lâu dài thành ra thế tôn mới nói rằng á là nếu như mà muốn cột chặt người ta vào một cái việc gì đó thì hãy cột chặt họ ở trong cách này chứ còn nếu như mà các cột dây cột này cột kia thì cũng không có làm được gì họ đâu chỉ cần mà có cơ hội thoát ra thì họ cũng bỏ chạy thôi và thế Tôn dạy cho các vị tỳ kheo như thế nào thưa quý vị ngài dạy rằng là là dầu trói buộc ghi xuống tới nhị và khó thoát tới nhị tức là nó nó vi tớ cách gì đó Rồi khó thoát cỡ nào đi nữa nhưng các vị chân xuất gia thì kết đức chúng làm đôi không ước vọng mong cầu từ bỏ mọi dục lạc à, nghĩa là một người có cái tâm viễn ly có một cái tâm giải thoát thì cái tâm này, cái vị này Họ sẽ kết đứt tất cả mọi sự trói buộc Cho nên trước đây chúng tôi có mô tả cho quý vị Một cái, cái câu chuyện chẳng hạn như thế này Một con bò Nếu như nó ngoan ngoãn đi theo một cái ném cỏ tươi Thì nó cứ thế mà đi đi theo cái người cầm ném cỏ trước miệng của nó Và nó đi theo cái ném cỏ đi dần dần tới cái lò sát sinh Con người chúng ta cũng vậy chúng ta bị năm món đó là năm món dục tiền tài sắc dục danh vọng ăn uống và ngu nghĩ, nó mơ hoặc đôi mắt chúng ta, nó mơ hoặc uh, uh, tai chúng ta, mũi, lưỡi và và thân chúng ta. Hay gọi là năm diệu dục nó cám dỗ năm giác quan chúng ta. Và nếu như mà chúng ta cứ ngoan ngoãn đi theo nó thì cuối cùng vô thường đến lưỡi hái tử thần sẽ gật lấy thân mạng của chúng ta và chúng ta sẽ bị sẽ bị rơi vào cái cái lò sát sinh của gì, của vô thường. À, nhưng nếu như ở trong à, à, cái cái bước đường đi đó, à, tâm của của con bò nào nó muốn thoát, hoặc là nếu như chúng ta con người có trí bị người ta cột và lai dẫn đi, nhưng mà thậm chí người ta bị mắt kẹt đi, nhưng mà trong tâm chúng ta luôn tìm một cơ hội giải thoát, tìm một cơ hội sẵn sàng trốn thoát khỏi cái sự lai dắt này, thì á, à, thì à, chúng ta sẽ có cơ hội. Mặc dù hiện tại cơ hội nó chưa đến, nhưng nó sẽ có cơ hội. Thì cũng như vậy, hiện tại chúng ta sống ở trong vô thường, chúng ta sống ở trong các dục nó vây hãm tâm trí. Nhưng mà nếu như chúng ta có cái tâm viễn ly, tâm giải thoát, thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ có được cơ hội. Cho nên đây chính là cái điều quan trọng thưa vị. Còn đặc biệt ở đây nữa, nếu như đã là một người đã thoát rồi, đã xuất gia rồi như Phật dạy cho các vị tỳ kheo, thì sao thì cái đức nó làm đôi không bao giờ nữa cho nó trói buộc được tâm của mình đây chính là lời kính tính và chúng ta thấy đức thế tôn phương tiện khéo léo bất cứ trường hợp nào các vị tỳ kheo hối ngài cái vấn đề cũng không có gì quan trọng hối ngài nhưng mà ngài đều dẫn dắt và và gì và xoay cái nhìn của chúng tự đệ tứ. Về với với con đường giác ngộ vừa với cái nhìn giải thoát đó là điều quan trọng chúng ta ở đâu nhìn ở đâu mà cờ nhưng mà đối với đạo thì chúng ta nhìn lên cái hướng giải thoát là chúng ta sẽ có có gì có cơ hội giải thoát đây chính là cái điều quan trọng mà chúng ta cần học hỏi trong bài hôm nay a di đà phật cảm ơn các vị đã lắng nghe a di đà phật và chúng con kính cảm ơn thầy a di đà phật và kính thưa quý vị cũng là trong cái đề tài truyền phượng này nếu quý vị có những câu hỏi nào nhật tường mời quý vị cùng với nhật tường chúng ta sinh hoạt trong buổi văn đáp phật pháp ngày hôm nay nha và giờ đây nhật tường cũng tiếp tục đặt những câu hỏi và kính bạch thầy qua lời dạy của thầy thì cái phần đầu tiên đây có phải lời Đức Phật dạy chúng ta rằng cái sự ràng buộc của con người tại thế gian này ngoài không gì khác, ngũ dục lạc, tình yêu của cải vật chất ham muốn, cái đó là cái nó ràng buộc bản thân ta mà tuy rằng nó vô hình nhưng mà nó chối buộc cái tâm ta để chúng ta khó khó an lạc. Đúng rồi. À, cái đây là cái điều mà từ ngàn xưa người ta đều có một cái kiến giải như vậy. À, cũng giống như lúc bây giờ à, thái tử Tất Đạt Đa ngài cứ ôm cái tâm muốn có đời sống viễn ly lúc 8 tuổi mà đã ngồi dưới một cái gốc cây vô tình chứng đắc được sơ thiện thì cái tâm viễn ly của ngài nó trướng dưỡng mạnh ở trong tâm rồi lớn lên thì tình thương của ngài đối với muôn loài càng ngày càng lớn và do vậy mà vua cha sợ là thái tử sẽ xuất gia đúng như lời tiên tri của a tử đà cho nên các đại thần dân kế rằng là hãy lập gia đình cho thái tử, bởi vì uh, sợi tóc của mỹ nhân uh, sẽ trói chặt cái tâm của của, của gì của kẻ trượng phu, à, cái điều đó là cái điều uh, nó có một cái cái, cái sự tớ nhị uh, nó có một cái sự vững chắc uh, rất là là tốt. Và uh, chúng ta thấy không, thì đó là cái cách đó. Nhưng mà thực ra nếu như một bậc đại trí thì cũng không ai trối được họ. Còn uh, còn ở đời thì đa số là như vậy có những người á họ không có thậm chí là hai vợ chồng muốn muốn chia tay rồi muốn tan vỡ rồi nhưng mà họ vì con nhiều khi họ thấy con của họ như vậy như vậy họ nghĩ rằng là con cần có cha cần có mẹ như thế nào đó và đó cũng là một cái sợi dây vô hình mà trói buộc họ à, cái cái sợi dây vô hình này nó trói nó trói lạ kỳ lắm hoặc là có người nó không trói bằng vợ bằng con mà nó trói bằng gì nó trói bằng tiền bạc tức là người ta gắn liền trong cái lợi nhuận với nhau chán ngư về gì nhau hết nhưng mà người ta sống mái cho cái 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 công việc này là bởi vì á nó gắn bó lợi dưỡng à, chẳng hạn như là các cái hãng làm việc chung với nhau mỗi người một vị trí người chủ người tới gì ai cũng khổ hết à, người làm chủ thì kiếm việc làm còn cái người làm việc thì cũng cũng đôi sức ra rồi có khi ý không ý rất là mệt mỏi nhưng mà chúng ta không thể giải thoát được bởi vì chúng ta bị trói buộc bởi lợi dưỡng nhưng nếu như chúng ta nhẹ nhàng trong đó thì cũng còn an nhiên. Nhưng mà nếu như chúng ta bị trói buộc quá nhiều, để rồi tâm chúng ta bị ở trong gì? Ở trong cái cái sự tà vậy trong quá trình mà tìm kiếm vật chất đó, đó mới là điều đáng trách. Hoặc là gì nữa? Hay là chúng ta có những cái vọng tướng và trang sức châu báu, có bao nhiêu thứ như vậy đó thưa vị. Cái bài này chúng ta phân tích ra chúng ta thấy rằng á, cái trói buộc vô hình ở trong nội tâm đó là điều đáng sợ nhất. Hay à, đạo Phật cảm ơn các vị rất nhiều. Hay đạo Phật chào chúng con kính mời thầy. À, và kính bạch thầy, ở cái phần cuối mà Đức Phật dạy đó thì à, dầu chói buộc trì xuống tế nhị và khó thoát các vị chân xuất gia các đức chúng làm đôi không ước vọng mong cầu từ bỏ mọi dục lạc thì ở đây thì cũng nói là đối với các bậc chân tu thì danh lợi hay là hay là tiền bạc hay là những cái đó đối đối với, với ngài đều là giống như là qua đống giữa hư không vậy cái mà hàng Phật tử chúng con không hiểu là quý ngài làm cách nào cái là quán tử hay là như thế nào mà đối với quý ngài những cái đó nó không có làm dao động tâm của quý ngài. kính bạch thầy. À, A di là Phật xin cảm ơn nhật tường rất là nhiều. À, cái này chúng ta phân tích nó nó tớ nhị và nó rất là khó khăn. Tại sao bởi vì à, cái 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 sự mà dính mắc của một người đối với với cái thế gian này á thì mình mình khó nói lắm mình khó nói nhưng mà nếu như nếu như chúng ta có một cái nguyện lực to lớn chúng ta muốn muốn dùng nhiều cái phương tiện để đem đến lợi ích cho người khác hay nói cách khác là 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 là, là muốn mình trở thành một sứ giả của như lai đem cái thân mạng này để hiến tặng cho Phật pháp và mong cho Phật pháp được trường tồn mong cho mọi người được an lạc thì lúc bây giờ vị này họ xem tất cả chỉ là phương tiện để giúp cho cho cái nguyện ước kia được thành tựu thành ra nó không bị dính mắc còn nếu như mà không có nguyện lực thì chắc chắn rằng dính mắc thôi còn thưa vị nói nói là ngồi quán chiếu chúng tôi không có tin tưởng cái này đâu tại sao bởi vì sự thật mà nói cái tâm chúng ta nó rất là yếu nó rất là dễ bị cám dỗ chúng ta quán chúng ta nói hay vậy đó À, nhưng mà khi chúng ta đi vào ở trong cái cảnh thực tế thì lúc bây giờ nó sẽ khác à, cũng giống như là chúng ta đầu thời đại bây giờ đừng nói rằng là cái món ăn nó tầm thường không có gì mà gơ gớm à, và không có gì mà quyến rũ chúng ta không có gì mà cám dỗ chúng ta và nhất là các vị lớn tuổi rồi nhưng mà chúng tôi thấy có nhiều người thọ bắt con trai à, là nhìn ăn có một bữa thôi thấy nó mệt lại muốn ăn rồi có những cái món nó rất là đơn giản Nhưng mà chúng ta muốn từ bỏ Hoặc là chúng ta giả như Ví dụ chúng ta đối ba ngày đi Thì lúc đó chúng ta sẽ thấy cái 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 mùi ăn nó thơm và nó ngon lạ kỳ chúng tôi có kinh nghiệm điều này có một vài lần thực tập mà trong cái đời sống tu học khổ hạnh một chút cho nên ngừng ăn cũng năm bảy ngày thì lúc đó tới ngày thứ ba đó cái cái món xào nấu ở đâu thật xa không phải trong chùa thật ra mà mà lỗ mũi mình nó vẫn nhận ra cái mùi <laughs> chúng ta thấy dở sợ lắm cái bản năng của chúng ta bản cái bản năng của chúng ta nó gừa gớm lắm khi chúng ta ở trong cái kênh đó rồi chúng ta sẽ thấy sự chi phối mạnh mẽ của nó bởi vì vậy cho nên uh, uh, chúng ta muốn kết đức là phải có cái bản nguyện cái bản nguyện lớn mà chúng ta cứ thế chúng ta làm nếu không làm thì chúng ta sẽ bội bạc với bản nguyện của mình bởi vì vậy cho nên mỗi người tu chúng tôi khuyên rằng nên có sự phát nguyện tinh tấn và phát nguyện và phát nguyện chúng ta mới tu tập được hay như đạo Phật cảm ơn các vị rất nhiều hay như đạo Phật và dạ, chúng con kính cảm ơn thầy và cái mật thầy à, cái câu hỏi kế tiếp này con xin xin hỏi với thầy trước con à, có thể là có những người họ có những cái ý nghĩ hoặc là những câu hỏi cắt cớ thì nó qua cái câu hỏi mà con vừa đặt rồi là đối với các bậc chân tu thì họ có tiền tài danh vọng đều là nhẹ nhàng hết nhưng mà thì có một đau đó thì có người sẽ khởi tâm lên liền nói vậy chứ quý thầy cũng phải cần tinh tài nó cần tinh tài dùng danh từ nó cũng cần tiền cần này cần nọ để mà như vậy thì thì như vậy đâu, đâu phải là coi tiền bạc là không có gì đâu thì câu hỏi có được đặt ra đây là sở dĩ quý ngài làm như vậy có phải là vì cái phương tiện để duy trì đem cái lời dạy của đức phật đến với thánh chúng đến với đại chúng không thầy <laughs> dạ à, xin cảm ơn nhật tường nhưng cái điều này thưa quý vị chúng ta sống nó có phải có một cái nhận thức thực tế một chút à, chúng ta phân biệt rất là rõ giữa cái cái lòng tham đắm à, với à, với một người là sử dụng hai cái này nó khác nhau hoàn toàn mà tại vì chúng ta tham cái, cái cái cái, tài sản cái tài vật nó khác với chúng ta sử dụng nó à, nếu như nếu như cho rằng các thầy đụng tới đồng tiền mà các thầy là là tham à, thì À, thời gian này các vị cư sĩ có tham không? Đây. và khác nhau ở chỗ là chiếc áo thôi, nhờ thì bản thân của tất cả con người chúng ta đều bị chìm đắm hết sao? trong khi ở thời gian có nhiều vị cư sĩ cũng đâu có tham, họ vẫn khéo léo sử dụng cái đồng tiền, sử dụng như là một loại phương tiện để mà giữ gìn cho cuộc sống bình an, giữ gìn cho gia đình, rồi họ đem cái phương tiện dư dật một chút đó họ chia sẻ với những người khó khăn hơn. như vậy thì chúng ta không có nên xem rằng là nắm tiền ở trên tay là đều bị bị tham đều bị dính mắc à, nhưng, thực sự nếu như mà một cuộc sống bị dính mắc bị tham đắm ở trong 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 tài sản trong tiền của thì ở thế gian người đời cũng đáng trách đừng nói chi là tu sĩ cho nên những điều như vậy á, chúng ta nhìn một cách thẳng thắn và khách quan thành do vậy cho nên chúng ta không có gì mà phải thắc mắc hay là ngạc nhiên trong chuyện này hay như đạo Phật Dạ, chúng con kính cảm ơn thầy. À, trước khi con thỉnh thầy cho chúng con chủ đề về cái chuyện phượng, thì đây là câu hỏi mà con muốn đặt ra kế tiếp là hồi nãy thầy có giảng là về một người nào mà phát đi cái tâm viễn ly đó, thì họ chán nản với cuộc sống đó, thì đó là như đó là cái dấu hiệu để tìm cái cơ hội để giải thoát. Thì ở đây là con biết á, thầy tạo những cái phương tiện cho những ai muốn xuất gia, phải không? Thì cái tâm nguyện của thầy này, con đã thấy qua là hoàn toàn là những người những người hình như là trưởng niên thôi nếu những người trẻ trung niên mà muốn xuất gia là thầy có đón nhận hay không? Dạ. À, xin xin cảm ơn Nhật Tường. Ở đây nhé là thứ vị đi tu không phải là đi viễn ly là đều là người chán nản hết đâu. Nó anh Nhật Tường dùng cái chữ này nó không có nó không có sát với thực tế. Tại vì thực sự mà nói một người xuất gia là một người họ quyết định có những cái hành động mạnh mẽ hơn chứ không phải rằng là một người mà viễn ly là một người chán đã nếu như có chán thì họ chán cái gì họ chán cái tham dục họ chán tiền tài họ chán danh vọng họ chán những cái cảm giác mà tham sân si nó cứ hiện đi tái lại ở trong cõi lòng và đầy đọa mình nhiều kiếp trong khổ đau chán cái đó chán cái đời sống của giọng phước giọng thức mà họ muốn cầu niết bàn họ chán là tái sanh trong sinh tử luân hồi nhiều kiếp rồi cho nên họ muốn niết bàn họ chán rằng là bị cái cái phóng túng tham dục dẫn dắt họ đã sai lầm và tạo ra bao nhiêu thứ khổ đau cho nên đó, họ muốn viễn ly tất cả các điều ác để làm điều lành à, như vậy thì chúng ta hiểu như vậy thành ra thưa về còn nói về việc xuất gia việc tu tập chúng tôi thấy ở trong Phật pháp á, không có cái người lớn không có người nhỏ không có nam không có nữ nghĩa là sao nghĩa là có cái người có cái tâm thanh tịnh hay là ô nhiễm giải thoát hay là hay là đọa đầy chỉ vậy thôi cho nên một người lớn tuổi mà nếu như có dũng tâm tu hành đó là điều đáng kính bởi vì họ lớn tuổi thân thể nó suy kiệt xấu khen nó chậm lục mà họ cũng quyết chí là thực hiện cái gánh nặng của như lai đó là cái gánh nặng viễn ly cái nặng giải thoát cái gánh nặng mà công phu còn chúng ta còn trễ khỏe mà chúng ta bị cái nước dục nó nhận chìm tới đấy thì có gì hay ho. Cũng giống như là một người già mà họ ngồi ngồi lên được trên mặt nước và mình là còn trễ mà mình chìm tận đấy trong cái dòng luân hồi thì mình có gì hay ho đâu mà cho rằng là mình trễ mà mình mình gọi là mình tự ngã, tự mãn. Cho nên như người ở trong Phật pháp không có gì hết á. À, rồi à, nhưng thưa vị chúng ta nói là xét về ưu thế trong sự tu tập thì à, nếu như cùng là người đó mà đợi khi già xuất gia cùng là người đó mà xuất gia lúc còn tuổi trẻ thì tuổi trẻ họ sẽ hấp thụ được nhiều thứ hơn họ sẽ đón nhận được nhiều thứ hơn bởi vì họ có thể học tập được nhiều hơn này họ bớt đi cái cái thói quen ở thời gian nhiều hơn này do vậy cho nên họ thành công nhanh hơn à, họ xuất gia ở thiếu niên có thể chứng a la hán nhưng mà cũng người đó xuất gia trung niên thì khó chứng còn nếu như mà mà lão niên thì thì lại càng khó chứng hơn là bởi vì cái mức độ mà 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 nhiễm đắm ở trong tâm nó sâu dày hơn cho nên sự gọt rửa nó khó khăn hơn dạ cảm ơn các vị rất nhiều a di đà phật a di đà phật mà quý đặt câu hỏi à dạ à, cho cho hỏi câu hỏi là tại sao tu bắt quan trai mà lại đóng cửa địa ngục nếu mình tu bắt quan trai thì mình sẽ đóng cửa địa ngục là địa ngục cho cho mình hay là cho những người tu bắt quan trai dạ dạ a okay. di dạ. phật cảm ơn cô nha mời cô nghe nha a di đà phật dạ, dạ. dạ. dạ, phật. dạ à, kính thưa kính thưa đạo hữu À, cửa địa ngục nó mở ra từ đâu? Chúng ta nên hiểu theo nghĩa bóng à, nghĩa cái nghĩa tư tưởng triết học. Thì chúng ta thấy rằng cửa địa ngục á nó mở ra từ những cái hành động tham sân và si của chúng ta. À, cái tham sân và si này nó phát khởi từ ở trong ý nghĩ, ở trên lời nói, giả trên hành động việc làm. Còn một người tôi bất quan trai à, cái giới cận trụ này trong một ngày một đêm nó, nó đóng bích tất cả à, cái cái các kênh tham sân si ở đây chúng tôi nói rằng là tu tập bác con trai đúng nghĩa nha chứ đừng bày chúng ta cứ tới thọ giới kênh là chúng ta nghĩ mình thành tựu cái giới bác con trai sao điều này nó khác nhau cho nên thọ giới và thành tựu cái công phu tu tập là vấn đề khác thành ra ở đây nhá chúng ta do tác thành cái công đức xuất ly công đức giải thoát và đóng bích cái cửa tham sân si cho nên nó không còn cái nhân Không còn cái nhân đọa đầy Thì làm sao chúng ta đi vào trong địa ngục được Cho nên nói rằng tu Bà quan Trai Là đóng các cái cửa ải Đóng biết các cửa vào địa ngục Đó là cái cách nối đó là kết nối Nhưng chúng ta hiểu rằng Là tu Bà quan Trai là chẳng đứng không có cái nhân Đọa trong địa ngục Thì người này không thể nào đọa vào địa ngục được Đó là địa ngục của chính bản thân mình Chứ không phải rằng là mình tu bắt quan trai Vậy là cái cửa địa ngục của nó đóng À, rồi rồi cái bao nhiêu người trong đó thì cứ chết hoài không ra được, hoặc là người khác không vô địa ngục được. Chúng ta hiểu như vậy không đúng nghĩa ở trong câu này. Như là Phật cảm ơn các vị rất nhiều. Đà Phật và yeah, chúng con kính cảm ơn thầy và cảm ơn cô vừa rồi đặt câu hỏi. Và đây chúng con thỉnh thầy cho chúng con chủ đề truyền phương Dạ, yeah. à, kính thưa quý vị à, trong cái thông điệp à, đúc kết lại chủ đề truyền phược này á, thì à, chúng ta hiểu rằng á, à, chúng ta xem cái gì mà nó trối buộc chúng ta chết nhất nó trối sâu nhất nó trối mạnh nhất đó chính là gì đó chính là tham dục ấy. cái tham dục này ấy, nó biểu hiện từ đâu nó biểu hiện từ cái đam mê trong dục lạc đam mê trong cái việc là châu báu trong trang sức đam mê ở trong những cái vọng tướng hạnh phúc về gia đình về vợ con đó là sự cái gì đó là cái sự ràng buộc sự trối buộc một cách tớ nhị mà nó 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 chích nhất nó trối buộc người ta khó từ bỏ nhất, khó khó thoát ra nhất. Đó chính là cái vấn đề mà chúng ta cần phải lưu ý. Vậy thì đối với một người tu, một người tu thì một người chân xuất gia thì những điều như vậy là phải cố gắng từ bỏ. Còn đối với so sánh cái 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 sự trói buộc thì hình hài này có trói đi nữa nhưng cái sự trói buộc nó không có gì gớm gớm mà phải sợ nhất là trói buộc từ đâu? Từ triền phược ở trong nội tâm của chúng ta. Đó là điều mà nguy hiểm nhất ở di đạo Phật. À, Di Đà Phật xin mời Nhật Tường quay trở lại. Di Đà Phật, giờ đây chúng con xin phép thầy cho chúng con được kết thúc chương trình. Dạ. Di Đà Phật, và kính thưa quý vị thường có câu là vui trong ngũ dục vui là khổ, khổ để tu hành khổ quá vui. À, cái vui của thế gian dạ. chỉ là cái vui tạm thời, chỉ có cái vui trong sự tu tập đưa chúng ta cái sự an lạc và lúc ta cũng được cái sự an lạc tự tại trong tâm của chúng ta. Kính chúc quý vị có một uh, tiếng đồng hồ thật là an lạc khi theo dõi chương trình Vấn Đá Phật pháp. Kính hẹn đến quý vị vào thứ năm tuần tới lúc 8 giờ nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật chúng con kính cảm ơn thầy Xin cảm ơn quý vị